con đơ này. Hàng của Philippines, Philip sản xuất tại Thái Lan, xuất khẩu qua Việt Nam. Nói tiếng Anh hết đấy, dùng cắt đầu trẻ em người lớn. Pin dùng 4 giờ, cắt tóc được 70 phút. Sạc màu 2019. Đó, tổng quan như đó thôi. Hết rồi, ở đây. Đây lưỡi. Đó, bộ đồ nghe. Mà chia 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm xong hết rồi, mở hộp có gì không? Hết. Mở hộp mới không? Xếp thử nghiệm sử dụng. Không biết tiếng Anh. Đây bỏ qua. Không biết đọc. Đây bộ luôn nghe. Nhem về chín. Đó, Philip Hanoi này. Đó, bỏ riêng ra. Nước này, nước gì này? À, nước làm vệ sinh. Đó. Bộ đâu? Ô trời. Đâu 12 chín. 3.6. Sạc sạc kiểu 8 mình làm cục sạc 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 rẻ tiền đó bảy bốn em mua 1.8 nhá, hàng nhập khẩu Thái Lan về đó, cây làm vệ sinh đấy, quẹt 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 thôi, lắp thử xem một cái chạy này. Không đó, đúng rồi mình có hai khớp này đây đó, đúng rồi. Ở đây chọn đâu nha, đó nghe chưa thôi, con có số không? Ừ, cả nghe em rú, số 1, số 2 nè, đang con dính tem đấy nên mình bấm nóng nhầy lắm, lột cái tem đi, nào hàng mới lột dùng cái người ta nói lấy về máy bột bạn lại đấy, đúng không? Đó, nghe đấy, nghe em để tìm người mẫu cắt thử mà tham thân người mẫu đi vắng thôi, dạ thấy người mẫu cao dạ quá rồi vậy đó.